lâu năm quá rồi nhớ đâu có nổi. Không có đã không có đổ sao bỏ vô trong cái sụp dĩ trời. 300 kg. Trời dữ không vậy? Đó. Dạ. 200 cá dữ. Ăn nào bán cá nó lớn hết trơn. Nó kiếm lớn nhiều hết chứ. Bán ao nào cũng than cho trời vậy. Trời không ạ. Nhiều lắm đó, cái lớn nhiều quá. Nhiều quá thì nó không được lợi thôi chứ. Nhiều cái lớn đó. Coi cái giá nó là sao đó. 200, 250. Tại vì bắt đầu khi bắt xe đồ lưu xe có bắt loại 190 solo rồi các kia thì 190 solo là tới 2 cái lợi còn quá kia 130 cái gì cho đồ lưu chứ. Mua xài đó sao rồi gà xài kia coi xài đó. Ta chạy đường đó, theo cái đường nó mòn đó, đường nó chạy vòng ở đây chạy tốt. Xài đây để rẻ thôi, 100 thôi, solo. Đem cần nếu chở cần mình đó sẽ bỏ xe ra. Trời ơi. Rồi dùng nổ kia vô luôn. Còn 8 mấy ký hồi đưa cho nó đi luôn rồi. Cái trình nó cái nó để ba quá.
Tẹo cuối cùng đó mẹ mới biết. Đi một cái có mặt. Sao kéo cháu nội cháu ngoại ra luôn đi. Còn một mà mới đi Đồng Tháp nữa đó. 17,3 hết cá mày bắt lại luôn á. Chơi đầu năm mà không đâu có thấy. Cho nó giờ hai hầm luôn chứ phải hầm nữa. Gù. Rồi gỗ rồi. Gỗ cái gù để cho con gỗ bự ra. Gỗ bự ra chơi chị hai. Đây. Con nó chạy anh hát con gù cái bắt cơm. Mới có nhờ hai bộ hát cả 8 triệu, 8 đá, 100 xa, 8, 100 rưỡi, 140 ký vậy đó. Gỗ mỗi ký là 10 ngàn. Rồi. Ba con con nhóc gì nửa này nửa kia thì không lỗ, còn 7,3 là tiêu. Vậy 6,4 chứ không 7,3 rồi. 6,4 hả? 6 lớn đúng nhỏ gì? Xuống luôn 6,4. Mấy con này dở hay vậy? Cái của nó chia của mà. Đâu thấy hoảng hoảng thẳng thẳng rồi đâu. Để hoảng ký chứ thôi. Trời ơi, ký có 100 ngàn, chứ lọt với cái kia có 20 ngàn. Vậy là không có tiền chứ cá bóng ấy. Cái gỗ cá gù đó rồi. Cái gỗ 15,7 rồi. Cái gỗ kia lại đi, không chấp đất gì. Cái gỗ rồi à. Cái gù đó. Cái gù bắt bán còn có. Đuôi bán còn có. Có nó dặn. Còn nữa đó của anh á. Dạ, mua vài ký dạ. Anh còn sợ cá nhiều lớn nữa. Đổi cá hơi cá mười không á. 16,4 cá bảy. Cá này cá quan loại được. Cá của tôi nghi nghi một cá của ông á. Vậy đó, nói vậy đó. Người ta chung qua ta nói cái hầm cá kia là hầm cá bự rồi. Cái hầm cá bự rồi. Còn một hầm chót xanh là cái gì đó. Ta bảo đảm hầm cá kia. Cái chỗ mà ta mới mình tính đạn tiền á.